bắt gặp được một vài người thân thuộc ở đây. Dạ, em đó. Em đó là mẹ con kia. Trời ơi, vậy cho sư cô hỏi bây giờ em nào mà chữ tính đức xin giơ tay lên. Thẳng lên, thẳng lên, gần phân nửa. Và em nào hiểu tiếng Anh giơ tay lên, bây giờ giơ tay kia, không có giơ tay đó nữa. Thẳng lên, rồi cho tỉnh ngủ. Giờ đó sư cô sẽ dạy cho chúng con, cho các con một vài động tác khí công. Nhưng mà cái động tác khí công này đó là động tác khí công trong khi ngồi, thành ra để dẫn cho các cái năng lượng lên. Thành ra đó tụi con những cái này đó nó giống là thiền thôi, nó là thiền nhưng mà thiền với movement, thiền với baby ngủ. Thành ra khi mà tụi con làm cái động tác này đó, thì tụi con phải cảm nhận thân thể. Và thiền có nghĩa là gì? Thiền tức là ý thức ý thức cái hơi thở của mình. Thành ra sư cô sẽ nói kỹ cho tụi con được thở vào và thở ra, và tụi con ráng làm cho trúng. Và khi mà con làm cái động tác đó, con cảm nhận cái thân thể của con, và con cảm nhận rằng cái động tác đó nó tác động cái gì trên thân thể mình. Khi mình làm vậy mình thấy đau, hay là mình làm vậy mình cảm thấy nó mở ra cái huyệt đạo nào trong con người của mình. Các con cảm nhận cái đó nha. Ok. Bây giờ nhưng mà thiền nó có nghĩa là mình chánh niệm và mình làm cho trúng, chứ không phải là người khác làm gì mình làm khác. Tức là mình thiệt là chánh niệm để mình ý thức. Một phần đó là mình ý thức cô làm ra sao, một phần là mình ý thức cái thân thể của mình khi mình làm cử động đó, và một phần là mình ý thức cái hơi thở của mình, và mình ý thức luôn cái tâm của mình lúc đó mình nghĩ cái gì. Và tốt nhất đó là trong cái động tác này đừng nghĩ gì hết. Đừng có đánh giá, ôi sư cô làm dở, ôi sư cô làm hay quá. Và cũng đừng đánh giá các con, ôi tại sao hôm nay con làm dở, con làm hay. Và đừng có đánh giá cái người bạn kế con, cái chị này làm không có đẹp bằng ốc bằng sư cô. Okay. Bây giờ cô mời sư cô, các con ngồi thẳng dậy. Sư cô bật cái này ra, sư cô ráng lên. Giờ các con để tay lên bụng nhé. Mình tập thở trước nhé. Thở vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp lại, phồng lên, xẹp lại. Bây giờ các con thở thiệt sâu vào tới bụng. Thở khi thở ra các con thở từ từ chậm. Lần chết. Rồi, thả lỏng thân thể ra. Bây giờ, cô mời các con mình để hai tay thẳng. Nếu mà con, các con á, mà các con để thẳng ra, mà con đụng cái người tới trước đó, thì con xích ra một chút, để đừng có đụng ha. Rồi, bây giờ, cái tay phải kéo ra, rồi nhìn ra làm sao? Ra. Rồi tay trái nhìn ra đằng sau. Ra. Vào. Rồi, tới vào đi. Vào. Mạnh vô. Ra. Thẳng hai tay ra các con. Vào. Nhìn ra phía sau. Ra. Vào. Thở mạnh lên các con. Mình làm một lượt nha các con, để mình lấy được năng lượng của người khác. Bây giờ tay trái vào.
ra, thở mạnh vào, vào. Cái chớp. Để xuống. Bây giờ vào. Bước xuống, ra. Vào, nhún lên. Ra. Thở mạnh vô các góc. Vào. Cái chớp. Bây giờ các con để hai tay như vậy. Vào. Cúi mặt xuống, sát đất. Ra. Xuống. Sát đất. Hít mạnh vô. Vào. Ra. Mạnh lên. Vào. Cái chớp. Bây giờ các con để tay phía sau nhé. Dạ. Tụi con để ra phía sau và kéo tay cao lên, và trong lúc đó đó tụi con kéo cái đầu xuống và nhìn lên trên, nhìn lên trên, nhìn lên trên, nhìn lên, ra, vào, cúi xuống, ra, tay càng cao càng tốt nha các con, vào, lần nữa. Nữa. Lần chót. Mặt cứ lên, mặt cứ lên. Rồi. Bây giờ cái này đó thì các con chứ cô làm sao? Cô làm sao không có cái kia. Bây giờ chứ cô phải là ngồi dậy thì các con nhìn cho dễ, nhưng mà cũng khó. Thôi bây giờ sẽ cô làm trước mặt nhá. Con bắt trước nha. Nó hơi ngược lại chút. Không, để hai tay đây. Mình dọc chiếc không là phải thở các con. Bây giờ mình tập tay phải trước. Đem tay phải ra. Đem cái tên. Lần nữa. Đem cái tên. Lần nữa. Đem cái tên. Rồi, tay trái nha. Để thôi. Cúi xuống. Ra. Vào. Ra. Vào. Ra. Vào. Bây giờ hai tay mới giỏi, hai tay cùng một lượt. Và đổi qua đổi lại. Và mình làm như vậy đó, hồi sáng các con mà không có tập với sư cô đó, thì có một cái động tác mà hai tay làm khác nhau. Tại sao mình phải tập hai tay làm khác nhau? Là tại vì cái tay phải là bộ não trái, tay trái là bộ não phải. Rồi khi mà làm hai cái tay khác nhau thì tụi con combine hai cái não bộ với nhau và cho nó hoạt động chung với nhau, thì nó kích thích để nó hoạt động. Và khi hai cái não bộ nó hoạt động với nhau đó, thì con người có các con nó có harmony và tụi con có cái concentration nhá. Và bây giờ tụi con ráng làm cho trúng nha. Để xuống. Vào. Ra. Chuyển qua. Vào. Bắn. Ra. Vào. Ra. Vào. Hai tay thẳng quá à. Cái một tay thẳng ra. Được chưa? Ok. Giỏi quá, giỏi quá. Rồi bây giờ cái này cái chót nha các con.
Không ai đi đâu. Sư cô đó làm hay lắm đó. Sư cô đó lên làm đối diện với sư cô đi. Rồi bây giờ con nha, thử vào. Rồi quay qua tên phải. Ra. Thử vào. Ra. Thử vào. Ra, xoay qua trái. Thở vào. Ra. Vào. Ra. Mạnh lên. Mạnh lên. Chó. Chó bên tay trái. Cảm ơn các con. Các con có khỏe không? Sư cô còn nhiều bí quyết lắm, nhưng mà càng ngày càng khó. Nếu mà sư cô còn dạy các con nữa thì sư cô sẽ dạy những bài khó hơn. Những cái bài này nó dễ các con quá. Bây giờ đó, hồi nãy đáng lẽ thay vì ngồi thiền, sư cô sợ ngồi thiền thì các con ngủ gục. Thành ra sư cô không có dám cho các con ngồi thiền. Vậy thì trong cái buổi giảng hôm nay đó, thì mình sẽ cho ngồi thiền các con ha. Okay. Sư cô định những cái gì mà sư cô nói với các con hôm nay. Thì sư cô không có nhớ cái tựa đề của này là cái gì mà nó dính líu tới tụi trẻ phải không con? Bây giờ ai trong cái nhóm này nghĩ mình là người trẻ, giơ tay lên. Dạ. Rồi lý tưởng bây giờ mình dạy cái lý tưởng quan trọng nha. Bây giờ cái sau đó là hạnh phúc. Ai trong các con mình nghĩ rằng mình hạnh phúc, xin giơ hai tay. Bây giờ, nhưng mà tuổi trẻ hạnh phúc thì mình có lý tưởng không? Ai nghĩ rằng mình có lý tưởng rồi, mình đã biết con đường của mình đi, mình có cái lý tưởng, mình hướng về cái đó. Chữ lý tưởng đó các con mình có thể hiểu được nhiều cái đó nha. Thí dụ nhiều cái, đôi khi mình có lý tưởng mà mình nghĩ là cái lý tưởng nó nhỏ nhưng mà rất là lớn đó. Thí dụ như cái lý tưởng là mình đi làm, mình có tiền để mình nuôi cha mẹ, bảo dưỡng cha mẹ, cái đó cũng là một lý tưởng thiệt lớn cho cái nhỏ đấy. Tụi con ai cũng có lý tưởng đấy. Nhưng mà cái mà sư cô hơi ngạc nhiên đó là khi mà sư cô hỏi ai hạnh phúc thì tất cả đều giơ tay lên hết. Và theo cái sự mà sư cô hiểu về các con thì sư cô biết tụi con cũng không có hạnh phúc lắm. Người nào hạnh phúc vì giây phút này? Hay quá. Bây giờ đó, các con biết không? Bây giờ sư cô không biết ở trong đây đó, cái tựa đề của mình tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng ha. Bây giờ ai đã có tình yêu? Ai đã có tình yêu và lý tưởng? Có tình yêu. Dạ. Tại sao có con? Các con có can đảm, có người thương với các con. Sư cô, các con biết không, theo cái thống kê mới bây giờ đó, thì sư cô không biết ở Việt Nam ra sao, nhưng mà ở những cái xứ châu Âu này hay xứ Tây Tây phương này đó, thì gần như là 40 gia đình, 40 cái cuộc hôn nhân gãy đổ là đi tới cái gì. Thành ra mình tự hỏi rằng vậy thì người ta có hạnh phúc khi mà người ta có tình yêu hay không? Và các con biết rằng là mỗi người của chúng ta đó, người nào người nấy cũng là một cái cá thể riêng biệt đấy, mà hai cái cá thể riêng biệt gặp nhau đó thì rất là khó để mà hòa hợp với nhau. Vậy mà người ta vẫn can đảm để có tình yêu, hay quá các con. Và mình cũng phải cảm ơn là cha mẹ mình có can đảm có tình yêu thì mới có mình. Còn nếu mà cha mẹ không can đảm có tình yêu thì làm sao có mình được? Nhưng mà phần nhiều đó, để bảo vệ cái hạnh phúc đó đó con, thì mình phải cần tu tập. Chứ không thì mình sẽ thuộc vào cái nhóm 40% gãy đổ. Sư cô không có dám hỏi các con để sợ các con buồn và sợ các con mắc cỡ. Nhưng mà cái câu nó nằm trong cái tâm, cái tim của sư cô bây giờ.
trong cái tình yêu đó, trong cái cuộc hôn nhân đó, trong cái gia đình của các con, cha mẹ các con có hạnh phúc với nhau hay không? Và cái câu hỏi tiếp theo là trong gia đình các con có hạnh phúc không? Con có hạnh phúc với cha mẹ các con hay không? Con có hạnh phúc với chị em các con hay không? Trong cái tiểu gia đình của các con, cha mẹ, chị em trong nhà, mình có thật sự mình hạnh phúc không? Rồi bây giờ sư cô mời các con, các em mà hồi nãy giơ tay đó là mình đã có người thương đó. Các em suy nghĩ lại trong cái mối liên hệ giữa em và người thương của các con, người thương của các con đó. Các con có hạnh phúc hay không? Bây giờ cô sẽ cô mời các con mở mắt ra. Các con biết không, để mà có cái hạnh phúc đó thì mình định nghĩa cái sự cái hạnh phúc là cái gì. Cái hạnh phúc đó là lúc nào trong nhà cũng êm ấm, cũng hòa thuận, không có cãi vã với nhau, không có những nội kết, không có những xung đột, không có những cái ý cứng kiến bất hòa, và lúc nào nó cũng thuận buồm xuôi gió và có tiếng cười trong gia đình và có cái sự thương yêu nhau, không các con? Nhưng mà bây giờ đó thì sư cô mới vừa đọc báo thấy rằng là người ta làm thống kê đó, thì trong mỗi cái gia đình, ví dụ như bây giờ nói cho dễ dàng đi, là người nào mỗi người của mình, người nào cũng có cái ý riêng, người nào cũng muốn cái này thuộc về mình, và người nào cũng muốn giành quyền thắng, người nào cũng muốn là mình có lý và người kia phải theo mình. Thế nên lúc nào cũng có những cái cuộc cãi vã, không bất đồng ý kiến, không có hợp với nhau. Thành ra người ta thấy rằng ví dụ như nội trong chị em với nhau đó, là mỗi một ngày đó, anh chị em trong nhau, trong nhà với nhau trung bình gây nhộn một lần. Thứ nhất đó, là những cái em mà trẻ trẻ, mấy em trẻ trẻ nít mà nó chơi với nhau, anh chị em trong gia đình gây lộn ít nhất là một lần. Và còn con cái, thứ nhất là con là khoảng là tuổi là teenager, tuổi puberty đó, tuổi mà lớn lớn, sinh viên hay là bắt đầu 17, 18 đó, thì đối với cha mẹ ít nhất một tuần cũng có một cái cuộc cãi vã, một tuần một lần có những cái xung đột cãi vã, bất đồng ý kiến. Và vợ chồng thì khỏi nói, vợ chồng, nhưng mà thường ngày đó thì người ta để cho đừng có cô không làm, canh không ngọt thì người ta nuốt, người ta không có gây ra, người ta ráng nuốt. Nhưng mà những cái nuốt đó nó cũng không có phải là những cái mà cái giải quyết các con. Ví dụ như con không thích cái người đó làm như vậy, người đó nói như vậy làm con đau lòng, người đó làm cái cử chỉ đó hay là cái gì đó, những cái công việc gì đó làm con đau lòng, nhưng mà chúng con không có nói ra. Nhưng mà những cái đó và nó cũng không có lành lắm, nó cũng không có gọi là healthy ha? Tức là nó không có đem lại cho mình cái ấy. Rồi tại vì sao? Tại vì trong lòng tụi con bực bội, khó chịu, mình không bằng lòng người đó, thì những cái đó nó chồng chất. Rồi một ngày nào đó đó, cái tình thương nó cũng gãy đổ. Ví dụ như là đó là một cái tình thương với vợ chồng với nhau, lần lần đó được có nhiều gia đình thì cha vợ ở với nhau 10 năm, 20 năm không có thấy cái gì hết. Rồi một đồn ngày đó người vợ tuyên bố là mình bỏ đi, ông chồng sinh sơ không biết gì hết, là tại vì những cái đó nó là những giọt nước càng ngày nó càng đầy. Tới một ngày nào đó anh nói cái đó một chút nó làm đau lòng em, anh nói cái đó ngày thứ hai đau lòng em, anh nói cái thứ ba, nói có cái thứ
quan trọng đó, để giữ hạnh phúc gia đình đó, là tụi con phải biết ngừng lại. Ngừng lại để quán chiếu mình. Tức là khi một cái chuyện gì mà xảy ra đó, thì các con phải biết là mình ngừng lại để mình coi, coi chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì xảy ra cho mình và chuyện gì xảy ra cho người đó. Tại sao hôm nay mình phản ứng như vậy và tại sao hôm nay cái người đó phản ứng như vậy? Thì cái ngừng lại đó là cái rất là quan trọng. Mà phần nhiều đó mình cứ chạy theo cái tập khí mình, chạy theo cái thói quen của mình, thì mình không ngừng lại được. Một chuyện xảy ra là theo cái tập khí mình tiếp tục, mình lấy cái cương trơ, những cái tập quán mà mình đã học được trong gia đình của mình, mình đem ra mình đối xử. Hồi nãy sư cô cũng nhảy một cái, thì những cái gì mà mình hành động hay những cái lời nói của mình đó, là một cái đó là mình bị tác dụng bởi cái gia đình của mình, cái tập quán gia đình của mình. Gia đình mình nó như vậy, ảnh hưởng gia đình. Và cái thứ nhì đó là mình bị ảnh hưởng của những cái vết thương mà mình đã bị từ hồi mình nhỏ và cho đến khi mình lớn lên, thì những cái vết thương đó mình đem theo. Và mỗi lần đó là có chuyện gì xảy ra đó, thì mình phản ứng lại và phản ứng qua cái vết thương này. Ở bên tiếng ngoại quốc thì nó là mình bị trauma. Tôi không biết, chuyện trauma trauma ta. Tôi không biết là tiếng Anh sao trauma ta. Là những cái vết thương mà mình đã có sẵn. Thì khi một chuyện xảy ra, những cái vết thương đó, bây giờ sư cô giả bộ, sư cô vẽ cái vết thương đó giống như là một cái lăng kính, thì những cái chuyện gì xảy ra mình nhìn qua cái vết thương của mình và nó biến đổi. Thay vì cái một cái ánh sáng nó đi vào đây, cái đế vết thương nó giống như là vết prism ha, thì ánh sáng nó đi vào đây nó bị lệch hết. Mình không có thấy anh đó nói cái đó, chị đó nói cái đó, người kia nói cái đó. Nó không có cái gì mà nó muốn làm tổn hại mình hết. Nhưng mà ngược lại, mình cứ nhìn qua cái vết thương mà mình đã bị rồi, thành ra mình phản ứng
khi mà mình nóng giận hay mà có chuyện gì xảy ra thì đầu tiên là các con trở về với thân thể của mình để coi adrenaline đang hoạt động ra sao. Dạ. Con có thấy ngược cái tim các con nó đập mạnh hay không? Con có thấy máu nó dồn nó chảy lên trên mặt hay không? Con có thấy rằng cái bộ phận nào nó đang căng thẳng của mình, mình đang gồng lại, mình đang cuộn lại gì đó? Con để ý cái đó. Và rồi con làm gì? Con buông thương nó. Và những cái lúc đó, đó là những cái phút giây mà nó bị bảo vệ đến con. Con trở về với cái thân của con để con tìm cái gì, con dành được cái gì, dành được cái thời gian, có được cái thời gian, có thời gian để không phản ứng lại cái phản ứng mà của con vật đó, muốn tranh đấu lại, muốn chống lại, phản ứng đó nó nhanh lắm, thì con phải lấy thời gian để con cảm nhận cơ thể, cảm nhận cái gì nó đang xảy ra cho mình. Con công nhận tôi đang có cơn giận, con công nhận tôi đang rất đau khổ, con công nhận con đang bị tổn thương, con công nhận những cái đó, con không có phủ nhận. Con để ý thì con coi cái adrenaline đang hoạt động như thế nào, và con biết không, và khi con lấy được cái thời gian đó thì cái gì xảy ra. Và bây giờ đó, những cái gì nó trên não bộ nó tới cái phần trên này, cái phần trên này đó là cái phần con người nó mới vừa phát triển, từ khi con người từ con vật trở thành con người vừa phát triển lần lần, nó cũng đến khi có phát triển đâu, nó hoạt động nó chống lại giống như là một cái một con vật. Khi mà mình người lớn rồi thì bộ phận này nó cần phát triển. Thì khi mà con có cái thời gian đó thì tất cả những cái phản ứng đó nó tiết lên đây, và nó tiết lên đây ngay chỗ này là cái gì, ngay chỗ này đó là cái vùng mà nó có thể tiết cái hormone oxytocin. Tôi không biết hormone oxytocin là cái hormone đó, nó làm cho mình có được cái tình thương, có được cái compassion, có được cái thông cảm với người kia. Thì tôi biết là đôi khi cái chuyện xảy ra đó, mình cứ nghĩ về cái vai trò của mình mà mình không nghĩ tới người đó. Nhưng mà mình có cái thời gian mình biết được ảnh đang rất là bị stress ha? Cái người đó đó ngày hôm nay ngủ không đủ, người đó đang bị khó khăn cái gì đó, thì con thông cảm được cái người đó. Và cái bộ phận này á, khi mà con làm như vậy tức là con đổi cái nhìn của con lại. Thì hồi nãy đó, cái quan trọng mà mình học trong đạo Phật đó con, là cái view của mình, cái view thật sự con chắc không có biết tiếng Việt nhiều ha. Dạ sư cô cũng biết tiếng nhiều. Cái đó là cái nhìn của mình, con hiểu không? Cái nhìn của mình thì người cái nhìn của mình là cái mà phải có cái nhìn trúng, thì người trong đạo Phật gọi là chánh kiến, tức là right view ha. Tiếng Đức sẽ là cái gì đây? Rechte Ansicht, tôi có hiểu không? Mình có cái, nhưng mà muốn làm sao muốn có được cái Rechte Ansicht, cái right view, thì mình phải nhìn theo cái khía cạnh của người kia. Mà cái bộ phận này nè, nó mới cho mình khi mà cái những cái info đó, information đó, nó đổi qua tới đây thì mình mới có được, mình mới đổi được cái gọi là cái góc độ, cái perspective của mình, cái tầm nhìn của mình. Hồi nãy mình chỉ nhìn về mình, không có nhìn về cái khía cạnh khác, mình không có nhìn cái chung quanh, cái tổng thể để mình thấy được chuyện gì xảy ra. Có phải là cái chuyện nó nguy hiểm thì tình cái tính mạng của mình không? Có thể là cái chuyện đó nó lớn lao đến nỗi mình phải gây lại, mình phải chống lại không? Hay là cái chuyện đó mình có thể bỏ qua để mình được có hạnh phúc? Tôi có hiểu không? Khi mà tụi con rơi vào cái modus mà chống cự lại, hay là tụi con rơi vào cái modus là mình bị tấn công, thì cái tầm nhìn nó nhỏ lắm, nó hạn hẹp lắm. Con chỉ nhìn và con muốn tìm lối thoát thôi. Con không có muốn gì hết á. Con muốn làm sao cho con thành công, làm sao cho tụi con thắng trong cái trường hợp đó, và làm sao cho tụi con không bị chết, không bị đạt trong cái trường hợp đó. Thành ra cái tầm nhìn con nó nhỏ.
con nhìn thấy cái gì, những cái dữ kiện lên tới đây. Nó lên tới đây rồi đó, thì nó có cái hormone gọi là oxytocin, để thấy rằng mình và người kia là một, mình có cái relationship với người kia, mình có mối liên hệ. Và cái gì quan trọng ở đây? Cái mối liên hệ của mình với cha mẹ mình quan trọng, hay là cái sự thắng của mình quan trọng, mối liên hệ của mình với bạn bè, với anh chị em mình quan trọng, hay là mình phải thắng cuộc ở trong cái này, mình phải chứng minh rằng mình thắng cuộc. Thì trong những cái mà mỗi lần mình có những cái xung đột, những cái cãi vã và những cái bất đồng ý kiến đó, thì phần phải là mình có những cái gì đó, thì phần nhiều các con biết cái nguyên do là từ đâu ra không? Cái nguyên do chỉ nằm có một cái thôi, là stress. Trong cái đời sống thường ngày của mình, tụi con có quá nhiều stress. Là tại vì tụi con phải học ra trường nè, tụi con không có tiền nè, xa cha xa mẹ, rồi phải bị tất cả những cái gì, rồi không có hợp với người này, không hợp người kia, tất cả những cái stress nó dồn dập và mình không có thời giờ nè. Cái stress cũng là do không thời giờ, mình học không có đủ thời giờ để mình học bài, mình không đủ thời giờ để làm việc này làm việc kia, thì nó tạo cho mình rất là nhiều cái stress. Rồi khi mà mình bị stress đó, thì tất cả những cái chuyện gì mà nó đến với mình đó, mình phản ứng qua cái stress đó, qua thì mình phản ứng khó chịu lắm. Sư cô thấy là mỗi lần mà sư cô đang thiếu thời giờ thì sư cô bị stress, mà lúc đó mà ai mà lại với sư cô là người đó lạnh gọi là lạnh gì con? Lạnh đủ. Nhưng mà mình đâu có muốn vậy con, đúng không? Mình không có muốn cái đó. Thành ra, nhưng mà làm sao để tụi con đừng có thời gian, làm sao để tụi con có được cái không gian để đừng có phản ứng vì những cái stress đó, thì bây giờ rất là khó. Nhưng mà nếu mà cái quan trọng đó là một cái bạn, và khi mà các con tới đây đó, cái đầu tiên mà để mình đừng có phản ứng nhanh đó, là con phải đi chậm. Tụi con phải đi chậm, các con đi chậm và làm việc gì cũng chậm. Chậm này không có nghĩa là giống như robot tờ làm chậm, làm trong chánh niệm là làm cái gì mình biết cái gì. Và cái đầu tiên cô khuyên các con đó, tụi con đóng cửa chậm lại, đi chậm lại, uống tách trà thì thưởng thức tách trà, làm cái gì cũng chậm lại để làm cho cái phản ứng mình nhanh trong người mình, để nó chạy lên đây đó, cái phản ứng nó chậm lại để nó có thời giờ để đưa những cái dữ kiện lên trên cái phần não trên này. Các con ngồi thẳng vậy đi. Rồi khi mà các con thở đó, các con thở đem sâu vào bụng nhé. Và khi thở thì các con buông thư hết cái gương mặt, buông giãn hết những căng thẳng trên mặt, căng thẳng trên quả vai, con buông thư hết.
trong mỗi người chúng ta đó, nó đều có cái ego ở trong đó. Ego là ích kỷ đó các con. Mình ích kỷ, cái ích kỷ này đó nó cũng dễ hiểu thôi. Mình muốn bảo vệ mình, mình muốn dành cái phần thắng, cái phần hơn, cái phần có lý cho mình. Mình không có dám tới người đó được, mình không có làm cái đó được. Và cái tiếng ego này trong cái chữ của nhà Phật đó thì mình gọi là cái bản ngã, cái bản ngã của mình. Và nếu mà tụi con không hiểu tiếng Việt đó thì cái bản ngã này đó thì tiếng Anh nó gọi là cái self. Cái self đây là tiếng Đức gọi là cái James. Thì tại vì mình cứ nghĩ là trong người mình nó có một cái bản ngã, có một cái tôi, thành ra mình cứ bảo vệ cái tôi đó. Nhưng mà trong nhà Phật mình nói không có cái tôi. Cái tôi này đó nó trống rỗng mà, tại vì tự nó một mình nó không có hiện hữu được. Con không có thể sống nếu không có cha mẹ, con cũng không có thể sống nếu không có thiếu tất cả những người liên quan. Con cần áo đi mặc, con cần cơm đi ăn, con cần nhà để sống, thì không thể nào cái tôi này nó hiện hữu, nó có mặt mà không có những người khác. Ví dụ như ngày hôm nay đó, thì nếu mà không có các con thì sư cô cũng không có đứng đây nói. Mà nếu không có các con, các sư cô, các thầy nấu ăn thì mình hôm nay cũng chết đói. Thành ra tụi mình cần những người khác lắm, nhưng mà mình cứ để cho cái ego của mình nó lớn quá con, mình không có thể nào mình cho nó nhẹ xuống được. Thì cái tu tập trong nhà Phật là làm gì? Làm cho cái ego này nó nhỏ lại tí, nó nhỏ lại. Tại vì đôi khi mình sợ mà mất cái ego này thì mình mất hết. Nhưng mà cái đó là một cái dễ hiểu thôi. Thì mình muốn có sự hiện hữu của mình có cái existence của mình, mình có cái self này thì mình bảo vệ nó. Nhưng mà cái người hay, cái người mạnh đó, là cái người mà làm sao cho cái ego này nó nhỏ lại. Tụi con nghĩ rằng tụi con có cái can đảm, tụi con đến, tụi con xin lỗi người kia không? Thì mình tự hỏi lại mỗi lần mà có một chuyện gì xảy ra đó, thì mình nói mình là người tu giỏi hay không? Là mình là cái người đầu tiên đi tới cái người đó và xin lỗi. Cái đó là cái rất quan trọng. Thường ngày các con biết không? Trong nhà mà cha mẹ gây gỗ với nhau đó, thì các đứa con đó nó rất là khổ. Cha mẹ thường ngày tưởng là con nó nhỏ thì nghĩ rằng nó không biết đâu, nhưng mà các em bé nó biết hết trơn. Không khí mà ở trong nhà nó căng thẳng thì các con cũng biết, và các con cảm nhận được điều đó. Mặc dù cha mẹ không nói với nhau nhưng mà không khí căng thẳng thì lúc nào mình cũng, lúc con em bé cũng căng thẳng. Mà không phải là nó căng thẳng và nó hiểu được cái năng lượng giữa cha với mẹ, cái sự xung đột giữa cha với mẹ khi mà nó sinh ra đời, mà nó hiểu được ngay từ lúc nó còn trong bụng mẹ nữa. Nó đã hiểu được là mẹ nó đang căng thẳng. Tại vì mẹ nó căng thẳng thì tất cả những cái hormone ở trong này, cái sự căng thẳng thì đứa bé nó bị đè ép bởi những cái căng thẳng trong bụng, nó bất tỉnh, nó biết. Và cái cảm giác, cái xúc động của mẹ truyền vào cho nó. Thành ra nhất là các em mà sắp sửa có gia đình hay đang có con hay là đã có con, thì các em phải biết rằng tất cả những cái hạnh phúc của cha mẹ đó là hạnh phúc của con mình. Mình làm sao mình giữ cho mình được hạnh phúc thì cái đứa con mình cũng được hạnh phúc. Có thể là các con chưa có con, các con chưa có lập gia đình, nhưng mà cái đứa bé nó đã tạo ra người rồi. Cái đứa bé cảm tưởng đó thì tạo mỗi trong người mình là có một em bé. Cái mỗi lần mà chuyện gì xảy ra thì cái em bé trong mình là bị tổn thương. Và cái em bé đó nó không những tổn thương là trong thời gian bây giờ, mà nó đã tổn thương từ hồi nó còn là bào thai trong bụng mẹ nó nữa. Thành ra sư cô biết rằng các con có thể nhìn lại, và con biết rằng các con đã bị tổn thương từ lúc nào, từ lúc cha mẹ con gây nhau, từ lúc hạnh phúc trong gia đình không có, và bây giờ các con tiếp tục bị tổn thương trong cái đời sống hiện tại. Và những tổn thương đó mình phải làm sao mà mình ráng mình hàn gắn lại. Bằng không á, thì tất cả những cái gì mà các con làm, các con nói, các con hành động đều qua cái sự tổn thương của các con ấy. Mà muốn được bảo vệ để hàn gắn cái vết thương đó, đầu tiên á, là mình phải biết thương mình. Mình phải biết cho mình cái tình thương đó. Hồi nãy sư cô có nói với các con về cái hormone
oxytocin. Còn đây đó, oxytocin. Cái hormone oxytocin đó, nó tác dụng ở trên cái não bộ ở trên. Và cái hormone đó nó chỉ tiết ra khi nào? Con biết không? Khi vui. Thành ra các con ráng cười. Mỗi lần các con cười đó, thì cái hormone oxytocin nó tiết ra. Và nó tiết ra đó, thì trong lòng mình có rất là nhiều tình thương. Mình muốn hàn gắn những cái gì mà những cái mối liên hệ. Mình chỉ muốn mình biết nó có cái thiên đức là biên đụng. Nó có cái cái gì con? Cái nối kết. Mình muốn nối kết với người ta. Con hiểu không? Thành ra mỗi lần mà thì con hiểu không? Tại sao mà cái người Đức á ưa lấy cái tay vuốt con chó, lấy tay vuốt con mèo không? Là tội mỗi lần mà được vuốt ve âu yếm như vậy đó, khi mình làm cử chỉ đó đó, thì cái hormone oxytocin chế tác ra. Và sau đó, đó cái người đó nó rất là hiền và nó rất là thương người. Nếu mà các con không có con chó, con mèo thì các con làm gì? Ngày mai á, cô chắc chắn là sẽ phỏng vấn cho các con một cái meditation. Mà meditation là chính mình và bác mình để làm cái hàn gắn cái vết thương của em trẻ. Tại sao mà thầy phải cho mình ôm như vậy? Thầy làm chưa đủ, cô dạy cho con thêm. Thầy ôm vậy thôi, chưa đủ. Các con ôm cái con lấy cái tay con muốn muốn con tiết ra cái học môn đó, con ôm hết. Tại vì con biết không, cái người trẻ nào đó cũng cần sự ôm yếm của cha mẹ, cần sự ôm yếm của mọi người khác. Mà cái sự ôm yếm đó có thể là mình đã mất khi mình còn nhỏ. Hồi nãy sư cô cho con một cái static mới là cái con sư cô quên đem đây rồi. Và năm 1965 thì người ta làm một cái static. Sư cô là người khoa học nên sư cô ưa cái static đó. Thì người ta thấy được rằng những cái bà mẹ đó bỏ ra là thì giờ cho các con đó, những bà mẹ bỏ ra thì giờ cho các con đó là khoảng cho cô không nghe kỹ nhưng mà khoảng 9-10 giờ một tuần, 9-10 giờ một tuần. Rồi bây giờ cái static mới đó thì 1910 thì có 2210 con biết cái thời giờ. Và người cha bỏ ra cho con là khoảng 2-3 tiếng một tuần. Thời giờ mà cha nói chuyện với con, cha hỏi thăm con, cha vỗ về hay là an ủi hay gì đó là người cha 2-3 tiếng một tuần. Tới 2010 đó thì cái số này nó tăng lên lạ kỳ. Là người ta đã bắt đầu người ta ý thức rằng mình phải để dành thời giờ cho con mình. Cái đó là cái quan trọng, vì cái đó là cái tương lai của mình, cho tôi cưng con mình. Đứa trẻ nào cũng cần tình thương, đứa trẻ nào cũng cần sự hiểu biết, và đứa trẻ nào cũng cần cái tình cha mẹ để cho nó lớn lên, nó có rất là nhiều cái tự tin trong cuộc đời của nó. Đó thì 13-14 tiếng trong một tuần. Có ngay cả người cha cũng vậy các con, nó cũng tăng lên tới 4 tiếng.
càng nghèo con cái càng thành công, tại vì nó thấy được cái lòng cực nhỏ biết thương cha mẹ nó. Gia đình càng nghèo con cái nó chia sẻ với nhau, nó không có ích kỷ, cái ego này nó ít đi. Tụi con đừng có sợ nghèo, quan trọng là cái tâm linh của mình nó quan trọng hơn, cái tình thương của mình có với nhau là quan trọng, chứ tiền bạc không quan trọng. Phần nhiều á, mình tại sao mình cần đi làm? Tụi con bây giờ tụi con là sinh viên, tụi con muốn rằng đi ra tụi con học, tụi con có cái nghề, với cái nghề đó tụi con tìm tiền để mình bảo vệ được cái đời sống của gia đình mình, chứ còn không có cần phải làm giàu, càng giàu càng hư. Sư cô có cái kinh nghiệm đó rồi. Khi mà sư cô qua đây thì là cái đợt mà những cái người tị nạn rất là nhiều, và những người tị nạn qua đây không có một cái gì trên tay hết con. Và bây giờ nhìn lại đi, tất cả người tị nạn ở đất nước này, con cái đều thành công, bác sĩ, kỹ sư và rất là thương cha mẹ. Còn sư cô qua trước không có đi tị nạn, con cái hư hết, con hiểu không? Rất là khó. Mình có tiền thì con cái hư, mình không tiền cũng phải nên. Thành ra các con đừng có sợ bị nghèo. Sư cô bị lạc hướng ra. Làm đẹp em. Sư cô mời các con mình nhìn lại một cái, và là cái chuyện mà mình muốn xin lỗi người kia. Thì muốn xin lỗi người kia là trước hết mình cần can đảm lắm các con, cần can đảm để mình làm được cái biết tiếng muốn tiếng đó. Thì trong những cái gì mà xảy ra thì trước hết cái gì mà mình cần để mình làm cái bước tiến đó là cái mình cần tình thương các con. Mình cần tình thương, vì khi mà mình có đủ cái tình thương mình mới làm cái bước tiến đó được. Và trước hết đó thì mình cần tình thương, là mình phải cho mình tình thương. Thành ra hiện bây giờ đó, cái mà nó rất là nổi tiếng trong cái thời đại này đó là self love, self compassion. Và cái đó tụi con phải tập. Phần nhiều đó, khi sư cô mới vừa bắt đầu học về cái đó thì sư cô nghĩ rằng ai lại không thương mình? Mình không thương mình thì ai thương mình? Dĩ nhiên thương mình, nhưng mà không có đâu con. Tất cả những cái gì mà mình làm đó thì nó không có chứng tỏ rằng mình thương mình đâu. Thật ra những cái mình tự thương mình phải học. Thì để nếu mà các con muốn tìm hiểu nhiều thêm đó, thì hồi xưa đó thì các con biết rằng là để học chánh niệm đó thì ở ngoài đời nó có cái là MBSE. Thì con biết cái đó ha, cái chữ này nè. Sư ông mình đó thì tài giỏi cái này lắm, nhưng mà ngoài đời đó họ không dám theo sư ông. Là tại sao? Tại sao họ theo đạo Phật chứ không có gì đó. Nhưng mà có một cái ông đó, ông John Kabat-Zinn đó, thì ông cái người trung tính, ông phải theo đạo, nhưng mà ông giải cái chánh niệm, đem chánh niệm vào cuộc đời để chữa bệnh, để làm tất cả những người kết những cái đó nó được hàn gắn lại. Nhưng mà bây giờ sau khi mà movement này, những cái này nó được nổi tiếng khắp thế giới vậy, thì ông mới công nhận cái đó là tôi học được của đạo Phật đó. Thì mới đem ra, mới công. Trước ông cũng không có tiếng, ông cũng có rõ ràng cái đó của đạo Phật. Và bây giờ ông đem ra cái này là của đạo Phật. Thì bây giờ sẽ cố dạy các con thêm nữa là mindful self compassion. Đó là MSC, nổi tiếng lắm các con. Bây giờ đó họ làm tiền
nóng giận, mình đang bị tổn thương, mình đang đau khổ, thì mình phải tự công nhận nó. Đừng có nói không, tôi không có giận, tôi không có buồn, tôi không có đau khổ, tôi không có tổn thương. Mình công nhận cái đó cả con. Mình công nhận và mình nói rằng con đang rất là khổ, con rất là buồn, con đang rất là tổn thương. Đó, cái đó là con coi sư ông mình ví cái tổn thương, cái đau buồn đó là giống như một em bé nó đang dậy nó khóc. Thì cái đầu tiên là con công nhận là em bé nó có cái chuyện gì bất an, con ôm em bé vào lòng, rồi con ôm con tự lấy mình ôm con. Khi con ráng, khi mà có chuyện gì xảy ra đó, tụi con đừng có đứng ngay đó chịu trận, đứng ngay đó để cho con càng cảm thấy cái năng lượng nó vào được các con, đừng có chịu trận. Con có thể xin lỗi, con nói rằng con phải đi ngay chỗ đó, con phải đi ra đâu đó, cùng quá con trốn vào toilet hay là trốn vào cái chỗ nào đó để con ôm ấp con lại, để con lấy được cái bình an của con. Thì trước hết cho con công nhận rằng trong con có sự tổn thương, đây là một cái giây phút đau khổ, đây là một cái giây phút mà mình rất là buồn. Rồi con phải công nhận thêm cái nữa là cái đau khổ này ai cũng bị, chúng ta mình con sống ra ở đời, sanh ra ở đời là có đau khổ, không ai không có đau khổ, không ai mà có thể nói tôi hạnh phúc suốt đời. Thì ra con nói là con đau khổ giống như những người khác, con đầu tiên con đang đau khổ, con tổn thương, con đang giận dữ, con rất là buồn. Con thứ hai, ai cũng đau khổ, sanh ra đời cũng đau khổ, để mình rồi là tiếp nó, đừng có thấy là ô tôi là một mình cái có đau khổ, những người khác không không có bị giống tôi. Khi mà mình cảm thấy gì, mình thấy ai cũng đồng cảnh ngộ như mình, thì mình cảm thấy nó nhẹ nhẹ hơn chút. Con có hiểu. Rồi cái thứ ba là con ôm ấp con, rồi con hỏi trở lại con cần cái gì lúc đó, cái need của con là gì, bên tiếng Đức sẽ là cái biểu need của con là gì, was con y con đang cần cái gì, con đang cần là gì, cái gì con làm đúng, con bị người ta chê, con đang cần sự công nhận, con cần sự khen, mà không ai khen nó còn chê con nữa, thì con làm gì, con khen con. con khen con nó, con cũng giỏi mà, chỉ có cái chuyện đó con hơi làm hôm nay không khéo, hôm nay con ăn nói cái đó không khéo, con làm đổ vỡ, nhưng mà ngày thường đó con làm hay đó, con sẽ làm hay. Mình công nhận lại con, mình công nhận lại là con cũng có những cái dở, nhưng mà con cũng có những cái đẹp của con khác, có những cái mạnh khác, giống với cái đó thì con có sức mạnh để con ra khỏi cái cơn đau khổ của con. Và khi mà con ra khỏi cái cơn đau khổ đó thì con mới đi tới một người kia, con hiểu cái đau khổ của con, thì con khi hiểu được cái đau khổ của con mới thông cảm cái đau khổ của người kia. Còn khi mà con không hiểu được cái đau khổ, con không chấp nhận cái đau khổ của con nói tôi phải làm hay hơn, tôi phải này kia, thì mình bắt cái người kia cũng phải làm hay hơn, mình không bắt người kia phải toàn vẹn. Khi mà mình công nhận mình không toàn vẹn, mình công nhận mình đau khổ, thì mình biết mình thông cảm được cái nỗi đau khổ của người kia, thì ra mình tiến tới người kia dễ, mình thương người ta dễ. Bây giờ là để kết thúc, thì cô mời các con là mình cùng làm chung với sư cô một bài tập. Và cái bài tập này là khi mình bị đau khổ vì người ta làm cho mình đau khổ, hoặc đau khổ vì mình làm người khác đau khổ. Và con thực tập theo cái lời sư cô hướng dẫn hôm nay. Và khi con về nhà thì con thực tập. Và con biết không, nếu mà mình có trách nhiệm, mình thấy trong ngày mình đau khổ nhiều đúng không, mình không có đợi cho đến khi mà mình đau khổ vỡ bờ thì tụi con mới làm cái bài tập này. Con có thể làm bài tập này ngay lúc đó, con đi ra một cửa sổ, con đứng và con thở và con ôm ấp
cô mời các con mình cùng làm cái bài này. Bây giờ sư cô thành tụ sẽ thỉnh một tiếng chuông, sư mô cung sẽ hướng dẫn các con. Các con ngồi cho cảm thấy bây giờ đó, cái bài hướng dẫn của sư cô đó là hướng dẫn cho con là mindful self compassion, tức là chánh niệm cho cái tình thương chính mình, cho sự thương chính mình với tất cả cái chánh niệm. Thì cái bài tập này đó, các con có thể làm trong cái tư thế ngồi và tốt nhất là trong tư thế nằm, tại vì mình đã cho mình tình thương mà. Mình không thể gồng cứng gì để đau chỗ này chỗ kia. Đau khi mà mình bị đau thì mình không có cho mình tình thương. Thì ra các con, em nào mà muốn cứ nằm ra và cảm thấy thoải mái, đáp không sang lại. Rồi, bây giờ các con đó, để mình đừng có bị chi phối bởi cái người kia, để mình có thể trở về được với chính mình đó. Thì các con có thể nhắm mắt lại, có thể làm ra được không muốn. Còn mình nhắm mắt lại, mình rất là thoải mái. Con có cần ngồi gần, ngồi thiệt thoải mái, buông thương hết toàn thân. Và sư cô và thầy trụ thỉnh cho con một ý tiên. Sau khi con nghe tiếng chuông thư giãn hết, để cho những cái vibration của cái tiếng chuông đi vào trong người của mình, nó tháo gỡ hết tất cả những cái năng lượng mà ứ đọng tồn trữ trong người của mình. Con ngồi cho thiệt thoải mái, hoặc mình nằm cho thiệt thoải mái, buông thư hết toàn thân thể, hai lòng, hai cánh tay, hai bờ vai, tất cả những cái bắp thịt được sinh mặt thả lỏng ra. Mình cảm thấy cái thân thể mình đang chạm đất, tất cả những chỗ nào đang chạm đất và mình thả lỏng hết, đất đang che chở cho mình. Rồi con cảm thấy cái thân thể của con trong cái thế nằm, cái thế ngồi như vậy nó ra sao. Nếu mà các con đang ngồi thì các con thấy, có thể tưởng tượng rằng mình đang ngồi, mình đang chiếm một cái không gian
hơn tuổi. Hoàn cảnh nào mình cũng bằng lòng. Hoặc là không bằng lòng với cái hoàn cảnh đó, hoặc là không bằng lòng với cái người đó, hoặc là không bằng lòng với chính mình. Để cho cái hoàn cảnh đó nó xảy ra trước mắt con, giống như là nó đang xảy ra vậy đó. Lúc đó con đang ở đâu? Và trong cái hoàn cảnh đó người nào đang ở đó? Con đang tiếp xử với người nào? Người đó, người đó nói gì, người đó làm gì con, hoặc một người hoặc nhiều người, họ nói gì và hành xử như thế nào đối với con. Và con nữa, con nói gì, con làm gì, con trả lời ra sao, con hành động ra sao trong tình huống đó. Trong tình huống đó thì thân thể con ra sao, cái cảm thọ con trong đó ra sao, con đang sống lại trong tình huống đó. Thì con cảm thấy thân thể mình khi mình nghĩ tới cái hoàn cảnh này, cái giận dữ này, cái buồn khổ này, thì thân thể mình nó ảnh hưởng. Trong cái hoàn cảnh đó con đang nghĩ gì, có cái gì con nghĩ trong đầu con trong đó, có cái câu nói nào trong đầu con trong lúc đó hay không? Có thể trong hoàn cảnh đó con không nói, nhưng con nghĩ cái gì trong trong tâm của con, nghĩ trong đầu con. Khi mà con đang có cái hình ảnh đó trước mặt con rồi á, thì bây giờ con nhìn lại cái hình ảnh đó và con cảm nhận thân thể con ra sao. Cái hình ảnh đó, cái tình trạng đó trước mặt con, thì con feel thân thể con một lần nữa. Cái cảm xúc của con đang có cảm xúc gì bây giờ? Khi mà con nhớ lại cái hoàn cảnh đó, hoàn cảnh mà con đang đau khổ, con bị tổn thương hay con đang giận dữ,
vững cái hoàn cảnh đó trước mắt con. Con có thể lấy tay ôm con lại, con đặt tay con lên cái chỗ nào con nghĩ rằng nó sẽ đem lại cho con một cái cảm giác được trấn an, được vỗ về, được an ủi. Con để tay lên chỗ nào, có thể con ôm cánh tay con, thì con ôm má con, hay là con ôm bụng, ôm ngực. Con có thể lấy tay con xoa dịu cái chỗ mà con đang bị căng thẳng, chỗ con đang bị nhức nhối. Con ôm con, ôm cái sự đau khổ của con, ôm cái vết thương của con và trấn an. Con tự nói với con rằng đây là gì? Ai cũng đau khổ hết, không có người nào là không đau khổ. Và sanh ra trên đời là đau khổ. Con gặp những cái tình huống như vậy, con không phải là một người một mình mà chịu cái đau khổ này. Nhiều người cũng ở trong hoàn cảnh như con vậy. Con đang cùng hoàn cảnh đau khổ đó với nhiều người. Nhiều người cũng nóng giận như con, nhiều người cũng bị tổn thương như con. Nhiều người khác cũng đang rơi vào cái tình huống tuyệt vọng như con. Con không ở một mình, con không một đơn đâu, đơn độc. Con có thể ở đó cho đến khi nào mà con phải liên tục tập như vậy, cho đến khi nào con cảm thấy rằng con cho con đủ tình thương và con có cái sức mạnh để thoát ra khỏi cái cơn khổ đó. Thì bây giờ con nghĩ lại tới cái người kia, cái hoàn cảnh đó, con nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh đó, người kia họ cảm nhận ra sao, cái cảm xúc họ ra sao. Con đặt con vào vị trí người đó để cảm nhận cái người kia. Trong hoàn cảnh đó, cái sự xúc động của người kia ra sao. Con có thể hiểu được người kia trong hoàn cảnh đó không? Hiểu được tâm tư, hiểu được nỗi khổ của người kia trong hoàn cảnh đó không? Con có nghĩ rằng người kia cũng đang giận dữ như con không? Hay người kia cũng đang rất là buồn, rất là khổ tâm không? Hay là người kia cũng đang có rất nhiều sợ hãi như con không? Con trở lại, các con trở lại với hơi thở chính mình.
từ con trở